xác nhận hai ngôi sao sẽ rời Man United vào tháng 1 năm 2023. Theo tiết lộ từ nhà báo Dean Jones, hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka sẽ rời MU ở phiên chợ đông vào tháng 1 năm 2023. Cristiano Ronaldo đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, CR7 đã tiết lộ nội tình của MU. Anh tuyên bố bị phản bội vì cả huấn luyện viên Ten Hag và sếp lớn tại Old Trafford đều cố gắng đẩy anh ra khỏi câu lạc bộ. Với những phát biểu của mình, cầu thủ sinh năm 1985 đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời Old Trafford. Nhiều khả năng Ronaldo sẽ không chơi thêm một trận đấu nào nữa cho MU. Anh sẽ rời nửa đỏ thành Manchester ở phiên chợ đông vào tháng 1 năm 2023. Theo tiết lộ từ nhà báo Dean Jones, Cristiano Ronaldo không phải là cái tên duy nhất sẽ rời MU ở phiên chợ đông tới đây. Ông nói, Wan-Bissaka đã không thể chứng minh rằng cậu ấy có tương lai ở câu lạc bộ. Việc vắng ở trận đấu với Fulham như dấu hiệu cuối cùng cho thấy cậu ấy sẽ ra đi vào tháng riêng. MU đã bỏ ra một số tiền lớn để chiêu mộ cậu ấy, nhưng Wan-Bissaka không chứng tỏ được khả năng. MU ưu tiên bán cậu ấy, nhưng nếu không nhận được những lời đề nghị hợp lý, họ có thể cho mượn. Theo Mirror, huấn luyện viên Ten Hag đã thông báo với Wan-Bissaka rằng hậu vệ này có thể tự do rời câu lạc bộ khi nằm ngoài kế hoạch của ông. Crystal Palace và West Ham sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1997. MU đã đặt hậu vệ cánh Jeremy Frimpong của Bayern Leverkusen vào danh sách thay thế cầu thủ người Anh